Vâng, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Bonsai TV. Tôi đang có mặt tại câu lạc bộ Bonsai Quỳnh Phụ. Vâng, câu lạc bộ đang tổ chức trưng bày cây cảnh thường niên hàng năm. Năm nay thì câu lạc bộ có triển khai trưng bày tại một nơi có một địa hình khá là lý tưởng, một vườn rất là rộng và đẹp. Không gian trưng bày rất là rộng rãi để có thể bố trí được nhiều cái tác phẩm đẹp. Đây là tại nhà vườn của anh Tuấn. Quý vị và các bạn thường hay biết đến với cái biệt danh là anh Tuấn Tóc hoặc là Tuấn Tây. Chào anh nhá. Anh chào anh em tí nhỉ. Chào mọi người nhá. Chào tác giả của Bonsai TV. Hôm nay tôi đang quay tại vườn nhà anh Tuấn. Vườn anh Tuấn thì có rất là nhiều những cái tác phẩm đẹp cũng như là những cái phôi rất là tiềm năng đang được nuôi dưỡng. Nhưng mà hôm nay để mà nhường cái vị trí mặt bằng cho tổ chức thì anh cũng dọn dẹp vào khá là nhiều. Trước mắt quý vị và các bạn là một tác phẩm của anh Tuấn đặt ở ngay cổng ra vào đấy quý vị. Tác phẩm cũng khá là đẹp, rất là mịn rồi. Anh đang chăm chút để chuẩn bị trước giờ khai mạc quý vị. Năm nay thì cái thời gian mà trưng bày thì cũng được diễn ra trong vòng 5 ngày. Bắt đầu từ ngày khai mạc, bắt đầu từ bao giờ anh Tuấn nhỉ? Khai mạc là âm là ngày, nhưng nhớ cái ngày dương đi. Nói ngày dương đi. Ngày dương mùng 1 à? Mùng 1. Mùng 1 tháng 3, đây là ngày mùng 5 tháng 3 à? Đúng rồi. Vâng. Ở đây địa chỉ là gì anh? Là Quỳnh Hồng. Anh đọc cụ thể là Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ. Vâng, Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ. Anh cho em cái số điện thoại đi, ví dụ như là anh em mà từ xa đến là muốn tìm đến địa chỉ hoặc là liên lạc các thứ thì liên lạc với anh đi nhỉ. Anh đọc cho em cái số 0968 013 163 168. Quý vị và các bạn cứ liên hệ trực tiếp với anh Tuấn nhá để có được mọi cái thông tin trong cái cuộc trưng bày lần này. Đây cũng là một cái tác phẩm rất đẹp ở phía hành lang bên phải của khu vực trưng bày quý vị. Tác phẩm xanh khá là hoàn thiện, rất đẹp. Tôi sẽ tiến vào khu vực trưng bày bên trong để quay cho quý vị và các bạn cùng thưởng lãm nhé. Năm nay với cái không gian khá là rộng mở, cái diện tích mặt bằng lý tưởng, cho nên là trong câu lạc bộ thấy tổ chức thêm một số cái phôi để trưng bày, làm phong phú và đa dạng các cái sản phẩm trong các cái cuộc trưng bày lần này. Tôi sẽ quay để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Ngoài những cái tác phẩm rất là đẹp, mịn và có giá trị kinh tế rất là cao thì cũng có những cái phôi khá là tiềm năng. Đặc biệt trong cái kỳ trưng bày lần này thì tôi thấy là khá là đa dạng về chủng loại cây và dáng thế rất là nhiều. Từ những cây bonsai cỡ đại đến những cây đặt lòng bàn tay quý vị ạ. Đây là một tác phẩm rất là đẹp và nổi tiếng của anh Vân Cám. Một người sở hữu quá nhiều những cái tác phẩm đẹp và đã từng giao lưu rất là nhiều với anh em yêu cây trên cả nước. Và những cái tác phẩm phải cần cẩu đây quý vị này. Tác phẩm rất là to, cũng có mặt ở trong cái sự trưng bày hoành tráng như này. Không lan man để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, tôi đi sẽ quay để quý vị và các bạn ngắm để có một cái góc nhìn đẹp và không bị ảnh hưởng về ánh sáng, thì tôi sẽ quay từ phía trong để quý vị và các bạn cùng ngắm nhé. Đây, câu lạc bộ Bonsai Quỳnh Phụ giao lưu trưng bày cây cảnh nghệ thuật và bonsai lần thứ 4 năm 2023. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 3 quý vị. Thì hiện tại là tôi đang quay vào cái thời điểm là trước ngày khai mạc, cho nên là chưa có cái biển tên cũng như là cái thông tin liên lạc của chủ nhân tác phẩm.
Thì trong đầu video ấy thì đã có cái số điện thoại của anh chủ vườn nơi đăng cai cái cuộc trưng bày lần này. Thì quý vị các bạn cứ liên hệ trực tiếp với anh Tuấn Tây để nắm bắt mọi cái thông tin. Đây là một cái tác phẩm Mai Chiêu Thủy, Một Người Bê Nhẹ, quý vị ạ. Tuyệt vời luôn. Một trong những cái tác phẩm đã đạt rất là nhiều giải trong các cái kỳ thi trước đây tại khu vực phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một cái tác phẩm xanh khá là mịn rồi. Tác phẩm của anh Vân Cám, quý vị nhé. Cây già chun nhũn u sụn, bông tán rất là bắt mắt. Trong cái khu vực trưng bày ấy thì quý vị và bạn thấy rất là nhiều những cái tác phẩm hàng bê tay khá là nhiều. Tôi sẽ di chuyển quay thật chậm để quý vị và các bạn ngắm những cái tác phẩm này. Đây, một trong những cái tác phẩm final. Phía trong hoặc một số vùng miền thì vẫn gọi là cây dương liễu đây. Cây rất là nghệ thuật. Tiếp đến là tác phẩm Tùng Đen. Thân có cái màu rất là đặc trưng quý vị. Một cây tùng đen khá là duyên. Một số nơi anh em thường hay gọi là cây cứt chuột đấy quý vị. Hai tác phẩm bên cạnh nhau. Thân nó chỉ bằng tầm ngón chân cái thôi quý vị nhé. Cao khoảng 50 cm. Tác phẩm Mai Chiêu Thủy này. Những cái tác phẩm để ở trên khu vực bàn trải thảm đỏ này thì toàn những cái tác phẩm bưng bê thôi quý vị nhé. Rất là nhỏ nhẹ. Đây, tiếp tục một cây tùng đen này. Cây xanh quê được quý vị này. Và những cái tác phẩm Một Người Bê Hơi Lặng Một Chút này, cây xanh là chất liệu lam điền, bệ móng rất là đẹp. Cây này thì mịn rồi quý vị ạ, đang chơi dăm này. Dáng khá là phiêu. Vâng, đây. Đây là cái tác phẩm Kim Quýt, một cái tác phẩm làm theo lối tự nhiên, phong cách rất là tự nhiên này. Quý vị nhìn cái bông dăm làm khá là kỹ, khá là thưa thoáng, nhưng mà mình có thể ngắm được toàn bộ cục diện của tác phẩm. Một cây kim quýt quý vị nhé. Cây kim quýt thì khi mà đưa ra ngoài Bắc thì nó cái khí hậu của nó cũng không được hợp cho lắm, nhưng để mà phát triển được cái bộ dăm như thế này thì cả là một quãng thời gian rất là dài rồi quý vị ạ. Tác phẩm Si này. Đây có một cái tác phẩm xanh quê khá là điệu này quý vị này. Cây này khá là duyên luôn, bóng tán rất là mịn rồi. Xanh quê mà được cái bộ dăm và bóng tán như này này khá là mất nhiều thời gian rồi quý vị. Bông dăm rất là hợp lý, đặc biệt là các cái đường chạy của tay cành này, chi dăm này rất đẹp. Đây là một cây xanh quê khá là bắt mắt. Tiếp đến là một cây sam. Cây này là cây sam núi quý vị nhé. Cây sam núi Một Người Bê Hơi Lặng Một Chút quý vị này. Hơi lặng một chút. Dăm thì kinh khủng luôn. Cây này phải nói là 5 tháng rất là nhiều rồi. Đấy. Cái hoành gốc này khá là to này.
một trong những cái tác phẩm đi chơi được quý vị. Cây xanh Nam Điền này rất là nhũn. Nói là đây là một cây có cái đường chạy của thân và cổ ngọn rất là khó chịu, quằn quại luôn quý vị. Cây này nó già thì kinh điển. Rất là đẹp quý vị. Đây là một cái tác phẩm xanh Nam Điền, chất liệu Nam Điền, thân rất là già nhũn nhuyễn và cái lối chơi thì khá là đặc biệt đấy quý vị này. Quý vị ngắm cái bộ dăm này, làm chơi dăm rất là cồn luôn, già đầu cắt trũn chít lên đấy. Khá là đẹp. Nhìn chung là trong cái khu vực trưng bày ở những cái bàn trải thảm đỏ này thì là những cây bim bim thôi, vừa tầm B, rất là vừa tầm chơi, đặc biệt là với cái không gian nhỏ hẹp như ở thành phố thì đây là những cái tác phẩm khá là hợp lý để cho người có cái không gian chật hẹp có thể chơi những cái tác phẩm bonsai như này. Và một cái tác phẩm Si Đổ Treo, cây này nó khá là duyên, nó có cái đường chạy rất là khó chịu, gập xuống này vòng lên. Đây là một trong những cây si rất là duyên. Phía ngoài của cái dãy cây đầu tiên này thì là một cái cây si tầm trung. Cây này thì khá là già rồi, có cái dáng cũng khá là phong tranh quý vị ạ. Cái dâu trái này quý vị này. Khá là nhiều chủng loại. Đây là cây túc này, tùng này, trà Phúc Kiến này, gặp trà Phúc Kiến. Vâng, đây một cái tác phẩm dối này. Cây này cũng khá là nghệ thuật, đặc biệt nó có hai cái đường chạy lên, không biết đâu là gốc chính nữa quý vị ạ. Này, chạy rất là dẻo. Cây này chỉ cao khoảng 25 quý vị nhé, 25 cm thôi. Sam núi này, tác phẩm dối này, Mai Chiêu Thủy này. Đây tiếp tục là một cái tác phẩm dối hình thú này, trông khá là ngộ nghĩnh quý vị ạ. Đó, cây này chỉ một người bê nhẹ nhàng thôi nhá. Đấy, rất là xinh tươi này. Tiếp theo là cái tác phẩm xanh Nam Điền này, nó nằm ở trong chậu khoảng 4 năm này quý vị này, rất duyên. Đây kể cả những cái tác phẩm mini này quý vị này, để trong lòng bàn tay này, gốc của nó rất là thụ luôn. Đấy, tuy bé như này thôi nhưng mà cái gốc của nó rất là nhiều năm tháng rồi, kinh khủng luôn vậy. Đây, những cái tác phẩm rất là quý đây, một tay bê khá là nhẹ nhàng quý vị nhé, trong chậu đá này, tác phẩm Si Tài Chuột. Đây là một trong những cái
tác phẩm rất là bim bim thôi. Đó, bim bim chua cay luôn. Giả lắm quý vị ạ. Giả kinh khủng luôn. Đây. Đây. Đây quý vị này, tôi cũng khá là thấy vào mắt cái cây xanh Nam Điền này nhá quý vị nhá. Đây. Tôi cầm lên để quý vị xem này, nó rất là bim bim thôi. Đấy. Nhưng mà nó già này, kinh khủng luôn. Hai nữa đây quý vị nhìn này, nó cắt giật rất là nhiều lần. Bệ móng khá là đẹp. Rất là tiếc khi chưa có thông tin của những cái tác phẩm ở đây. Thì quý vị các bạn cần biết thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp anh Tuấn Tây. Anh Tuấn Tây hay còn gọi là Tuấn Tóc ấy. Ngay từ đầu video để quý vị đã có cái số điện thoại của anh rồi. Để cứ thông tin liên lạc trực tiếp thì sẽ có cái thông tin của từng tác phẩm một. Tôi sẽ tiếp tục một cuốn video nữa vì nó thời gian nó khá là dài để chia sẻ với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm đăng ký và ấn like để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn.